Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án. Thưa quý vị, cách đây gần 30 năm, một gã thầy bùa bệnh hoạn đã gieo rắc những cái chết kinh hoàng để luyện tà thuật, gây ám ảnh khắp vùng đất Đồng Tháp 10 vốn yên ả bên sông nước. Kẻ thù ác sau đó đã nhận bản án trừng phạt cao nhất của pháp luật. Chi tiết vụ án này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trở lại vùng đất Đồng Tháp 10, người dân nơi đây vẫn chưa nguôi ngoai vụ án mạng đau lòng mà kẻ giết người gây ra, chỉ cho rằng có thể luyện được thuật tà thiên linh cái. Một gã đàn ông xuất hiện trên chiếc ghe rồi gieo rắc những cái chết kinh hoàng trên Củ Lao Bà, xã Tân Bình, Tân Cuối và Tân Huệ. Ông ta đã phải đền mạng trước hàng ngàn cặp mắt của người dân như chính tội ác ghê tởm của một tên sát nhân. Thoạt đầu nói đến thuật tà thiên linh cái, nghe có vẻ rùng rợn. Chẳng biết ở xứ ta có mấy ai luyện được thành công. Nhưng những kẻ gieo rắc những cái chết chóc để luyện thuật tà và gây ra tội ác đều bị pháp luật trừng trị. Nghe kể lại, rất nhiều năm trước đây, ở Cù Lao, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện một người đàn ông tên Phạm Văn Tân, 54 tuổi, tự xưng hành nghề thầy thuốc. Ông ta sống phiêu bạt trên một chiếc ghe và lênh đênh trên con rạch Mã Trường thuộc ấp Hạ, xã Tân Bình. Từ hồi ghe của ông cập bến, thi thoảng chỉ có vài người đến chạy chữa thuốc thang của ông. Bốc thuốc được một thời gian, người dân biết đến ông ta với một danh xưng là thầy Hai Tưng. Ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà con bởi thường xuyên chữa bệnh nhưng mà chẳng lấy tiền. Ở vùng quê nghèo, có được những thang thuốc quý mà không mất một xu khiến tiếng tăm của thầy Hai Tưng càng nhanh chóng đồn ra. Nhiều người nhìn nhận ông thầy Hai Tưng có tướng mạo hiền tử. Cách ông nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, có tích, có tuồng nên càng khiến mọi người bị cuốn hút. Đa phần đàn bà phụ nữ và những cô gái trẻ tuổi thường hay lui tới chiếc ghe của ông để bốc thuốc. Mà ở cái xứ miệt vườn, chỉ cần chiếm lấy tình cảm của một người, tiếng lành mau chóng đồn xa. Một đồn thổi 10 người, 10 người cho 100 người biết. Chẳng mấy chốc danh tiếng của thầy Hai Tưng phủ lấy cả Cù Lao ba xã. Ông ta nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống lênh đênh nhờ bà con thương tình cho mượn tạm mảnh đất nhỏ để cất căn chòi. Từ khi hòa nhập với cuộc sống mới, thầy Hai Tưng vẫn ngày đêm bốc thuốc chữa chạy cho mọi người. Ông sống khá lập dị, suốt ngày căn nhà của thầy Hai Tưng cứ đóng im ỉm, chỉ có người vợ Trần Thị Thể, 42 tuổi, thi thoảng ra vào tiếp tế thức ăn cho ông. Thấy lạ, nhiều người dân thắc mắc, bà vợ này cho biết, thầy Hai đang luyện thuật tà thiên linh cái. Chuyện về thiên linh cái nghe có vẻ huyền bí, các thầy bùa phải lấy đầu người để luyện phép điều khiển người âm. Thầy Hai Tưng từng kể với hàng xóm, luyện bùa này có nhiều cách. Có cách dùng nhau thai em bé khi còn trong bụng mẹ, có cách bằng thi thể của bé gái nhỏ tuổi hoặc một cô gái đồng trinh. Thầy Hai Tưng tự nhận, ông ấy luyện thiên linh cái theo phương pháp lấy nhau thai của bé gái để sai khiến âm binh chữa bệnh, cứu đời. Khác với những người ác độc hơn sẽ luyện bằng thi thể của những bé gái nhỏ còn trinh. Còn thầy Hai thì không như vậy, mà còn thề thốt rằng mình ăn chay trường nên không bao giờ làm ra chuyện thất đức vì ông bận tu thân và giúp đời. Nhưng đến sau này người ta mới biết bộ mặt thật của gã thầy độc ác. Thầy Tưng hay tự hào khoe với bà con là có thể giúp chị em dụ được Đức Lang Quân về sau những ngày bị ruồng bỏ chán chê. Những cô bác nào chồng có biểu hiện ăn phở thì đến thầy bốc thuốc tuyệt đối sẽ thấy sự linh nghiệm tức thời. Sau khi dùng phải bùa của thầy Hai, lập tức những ông chồng ngoan ngoãn về nhà và như có cảm giác mê các bà vợ già ở nhà. Cũng có nhiều trường hợp, nếu quý cô muốn chồng chê và xa lánh, thầy sẽ cho bùa về yểm để bỗng dưng ông chồng xa lánh, chán nản và tự bỏ các cô. Cách nói chuyện hấp dẫn về những bài thuốc, những tấm bùa như rót mật vào tai bà con miệt vườn. Cái tính cả tin thật thà của người dân Nam Bộ như bị cuốn hút vào một thế giới siêu nhiên huyền bí. Nhiều phụ nữ thường xuyên lui tới để tìm đến thầy Tưng xin bùa và bốc thuốc thật. Có tài thiên biến vạn hóa là thế, nhưng thầy Hai Tưng chỉ có yêu cầu nhỏ là muốn đến nhà thầy bốc thuốc thì phải đi một mình và đến gõ cửa nhà thầy vào giờ âm. Do thiên linh cái chỉ hiệu nghiệm vào ban đêm, những âm binh thiên tướng mới nghe lời thầy sai khiến và linh ứng với lá bùa mà thầy ban. Thế là từ đó, đêm đến nhà thầy Hai Tưng xuất hiện những vị khách là những quý bà quý cô đang khao khát giữ chồng hay muốn chồng ruồng bỏ ghé qua. Không ít bà qua xin bùa thầy Tưng đều khen ngợi ông thầy có phép thuật tà rất hay. Họ không ngớt lời ca thán thầy Tưng. Mặc dù có nhiều người chưa từng đến đó để xin bùa, mà chỉ nghe nói lại. Ông thầy Hai Tưng sống che đậy hành tung rất khéo. Những lần đi đám trong vùng,
Ông thầy cứ khoác lên người chiếc áo bà ba trắng, râu tóc dài và ngồi vào bàn góp vui cùng gia chủ. Bà con trân trọng thầy lắm, tham dự đám tiệc nào thầy Tưng cũng được ngồi ở những mâm cao cỗ đầy. Thịt thà, rượu chè bày ra ê hề trên bàn, nhưng tuyệt đối thầy hai chỉ xin ít cơm trắng với chén nước tương chung vui với bà con. Lý giải sự kỳ quặc cho bản thân, thầy hai Tưng thường hay cười xòa rồi lẩm bẩm ở trong miệng. Kiếp tu luyện của thầy chỉ quen với những vị chay trường và chuyên làm việc tích đức. Những dịp cúng tế, thầy hai Tưng thường chạy sang nhà người dân gần đó để bắt vài con gà con vịt. Tiện thể thầy không quên mượn cái nồi thật to để về hầm. Chẳng ai mảy may nghi ngờ hành tung của ông. Thậm chí người dân còn tin rằng thầy Tưng thường cúng cho vong hồn âm binh thiên tướng như ông ấy nói. Đôi ba lần thầy có mượn cái nồi không rất to, thầy chỉ cho biết mang về để hầm đầu heo. Những vật cúng tế thầy hai cho bà con hết. Tự dưng mọi người không dám đụng đũa đến những thứ lễ vật thầy mang biếu. Chẳng biết vì sao, nhưng người ta có cảm giác mùi tanh tưởi bốc lên đến lợm giọng. Để rồi sau khi sự việc được phát hiện về hành tung giết người tàn độc của ông Tưng, người dân mới ngơ ra một điều. Những lần cho mượn nồi hầm đồ cúng chỉ là cái cớ. Ông thầy bất nhân lấy nồi để nấu đầu nạn nhân dục chín và thu sọ, rồi luyện thiên linh cái. Cuối tháng 5 năm 2000, một cô gái trẻ đến nhà thầy Hai Tưng để xin bùa trị ông chồng. Vì đi làm ăn xa nên khi trở về vợ chồng thường lục đục. Đó là Trần Thị Phương, 25 tuổi. Sau khi tới tìm thầy Tưng, Phương mất tăm và mãi mãi không trở về. Suốt 2 tháng gia đình thấy cô gái đi quá lâu nhưng chẳng có tin tức, đã đổ xô đi tìm. Cuối cùng họ tìm thấy ở mé bờ kinh Cả Gừa có một ụ đất bốc mùi hôi thối, cách nhà thầy Tưng 500 mét. Người ta liền đào bới ụ đất lên thì phát hiện thi thể, liền báo cho công an. Mọi hoài nghi đều được đổ dồn lên hành tung bí ẩn của Hai Tưng. Cơ quan chức năng đến yêu cầu kiểm tra hành chính ngôi nhà, phát hiện 3 cái sọ người đặt trên bàn thờ. Cạnh đó có một cái hũ chứa những chùm lông đen ngòm được đậy kỹ. Trong căn nhà, công an huyện thu hồi được nhiều tang vật đáng nghi, gồm cả đồ đạc của nạn nhân. Nhìn thấy các vật đó, gia đình chị Phương vật vã khóc, tin rằng đứa con gái của họ đã bị thầy Tưng sát hại. Sau tra khảo, thầy Tưng thú nhận dưới sàn nhà còn 2 thi thể bị vùi lấp. Thời điểm ấy nước đang dâng cao, vượt quá hàng rào quanh nhà. Ngay trong đêm, người dân địa phương hỗ trợ cơ quan chức năng mang máy bơm rút cạn nước và tiến hành đào ở vị trí thầy bùa chỉ. Chỉ vài nhát xẻng, lần lượt 2 thi thể của những nạn nhân còn lại được tìm thấy. Tất cả nạn nhân của gã thầy bùa ra tay sát hại đều là nữ giới, đều bị mất đầu. Tại cơ quan điều tra, Hai Tưng vẫn một mực khẳng định 3 hộp sọ là do hắn được tặng từ thầy Ba Một Mắt ở núi Sam để luyện thiên linh cái. Theo lời khai này, đội trinh sát đã tìm về phường Vĩnh Thanh Vân, thị xã Rạch Giá, nay là thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, để gặp người đàn ông này. Tuy nhiên, người này phủ nhận hoàn toàn về việc tặng hộp sọ. Ông chỉ thừa nhận việc mình chỉ dạy Hai Tưng làm bùa. Bên cạnh đó, phía điều tra viên cũng ghi nhận thêm lời khai của Trần Thị Thanh, người trợ giúp Hai Tưng dẫn dụ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin đến tìm thầy hai thăm khám, làm bùa. Cuối cùng, y cũng gật đầu nhận tội. 3 hộp sọ trên là của 3 cô gái xấu số mà y đã ra tay sát hại, gồm Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Đáng và Nguyễn Thị Dinh. Phần thân của họ đã được y chôn dưới căn nhà sàn cũ. Hành tung của thầy Tưng được làm rõ. Ban đêm, mỗi khi nạn nhân của thầy Hai Tưng đến chữa bệnh, ông ta cắt cớ bắt phải chui qua hàng rào để giơ đồ, và sau đó hắn ta có cơ hội để giở trò đê tiện. Nạn nhân Phượng tìm thầy Tưng phải cố bò qua dãy hàng rào trong đêm tối trời. Hắn liền bảo cô gái cởi áo dơ đang mặc trên người và thay áo thun đỏ sạch để được thầy làm phép. Vừa cởi áo trên người, thầy bùa nổi máu dê và nhào tới từ phía sau. Hắn ta hiện nguyên hình là một gã đàn ông đồi bại, bịt miệng nạn nhân, thầy Hai Tưng lấy tay bóp nạn nhân đến chết. Trở về lấy dao lam, hắn ta cạo sạch lông ở vùng kín của cô gái, bỏ vào hũ keo để dành. Các bà các cô đến xin bùa để trị chồng cũng thường bị hắn tỉa sạch. Hắn lấy nhúm lông bỏ vào hũ keo như làm trò tiêu khiển của bùa pháp bệnh hoạn. Ông ta quan niệm gom càng nhiều của quý từ nữ giới sẽ giúp hắn ta mau chóng luyện thành công thiên linh cái. Rồi sau đó gã thầy bùa đê hèn thực hiện hành vi cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Mọi việc xong xuôi, hắn ta mang xác nạn nhân ra sau vườn và đào hố chôn nhằm che giấu tội ác. Có được đầu của nạn nhân, thầy Hai Tưng chạy sang nhà hàng xóm mượn cái nồi thật to để mang hầm. 3 thi thể không đầu được tìm thấy, ứng với 3 sọ trong nhà cũng của chính các nạn nhân.
Sau này mọi chuyện vỡ lở, các đấng ông chồng trong xóm không ngớt ghen tuông các bà vợ từng đi chữa bệnh thầy hai. Một số gia đình tàn cửa nát nhà. Ông Tư Nhã là một trong những người đã tham gia đào tìm xác của những nạn nhân xấu số 27 năm trước. Theo lời kể của ông, từng mét đất được xới lên, cán cuốc ông Tư Nhã chạm ngay một thi thể nữ giới. Ông không khỏi thất kinh khi nhìn thấy bộ đồ bông, chiếc quần cụt. Đó là Đáng, cô gái mà ông từng gặp cách đây vài tháng. Ông kể lại, lần đó tôi thấy Đáng ngồi vo gạo trước nhà Hai Tưng. Tôi khuyên cổ đừng ở đó nữa, quay về nhà đi. Nhưng cổ không nghe, cổ nói rằng dáng ở lại để Hai Tưng chữa hết bệnh rồi về. Lần cuối cùng nhìn thấy Đáng, cổ mặc bộ đồ bông, cái quần cụt. Và đêm đó cổ cũng bị giết, thật sự đau lòng lắm. Đôi tay run lẩy bẩy, đưa người lên, đầu ông vẫn miên man câu nói cuối cùng. Thầy bảo con ở lại chữa bệnh. Đêm đó ông tìm thi thể nạn nhân đến 5 giờ sáng, rồi lặng lẽ ra sông tắm để gột rửa hết lớp bùn đất ở trên người. Tại cơ quan điều tra, Hai Tưng khai nhận đã cho các nạn nhân uống thuốc mê rồi bắt đầu gây án. Trong căn chòi bề ngang 2m7, dài 4m, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều giấy tờ về thuật luyện thiên linh cái. Bởi sự cuồng tín, u mê này, Hai Tưng đã nhẫn tâm ra tay sát hại 4 người phụ nữ. Với những tội ác mà y gây ra, Hai Tưng đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Trần Thị Thanh, đồng phạm của Hai Tưng, nhận án chung thân. Nhiều năm trôi qua, củ lao ba xã của huyện Thanh Bình đã đổi thay đáng kể. Trường học được xây dựng khang trang, đời sống của người dân được cải thiện. Mỗi năm người nhà vẫn đến thắp nhang cho Đáng, Phương, những cô gái xấu số chết dưới tay gã thầy bùa mê tín. Nỗi đau dần dần qua đi, họ cũng đã bắt đầu cuộc sống mới. Thưa quý vị, với những tội ác man sợ tước đi quyền sống của những cô gái trẻ, gã thầy bùa đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người về việc cảnh giác trước những lời đồn về thứ tà thuật, mê tín dị đoan để rồi trở thành nạn nhân của những kẻ thù ác. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!